Tụi bay dậy, dậy hết cho tao, nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Đứa nào, là đứa nào sẽ rách cái váy của tao vậy hả? 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 Để coi, để coi. Trời ơi, cái váy của tao. Là ai? Đứa nào xé áo của tao? Cái váy của tao cũng rách rồi, làm sao bây giờ? Váy của tao cũng vậy nè. Trời, váy của tao cũng bị rách nè, giờ làm sao đây? Con khốn nạn nào đã làm ra chuyện này? Trời ơi, trời ơi, ai làm ra chuyện này đây? Ai làm chuyện vậy chứ? Tụi bay phong. Mày điên hả? Đứa nào? Váy tao cũng rách nè. À, chính mày đã làm đúng không? Chính mày xé cái áo này của tao đúng không? Mày phải không? Đêm qua tao thấy mày thức dậy, lén lút đi ra ngoài mà. Tối hôm qua tôi đi vệ sinh thôi. Nói dối. Mày đi vệ sinh mà thái độ mày lén lút như vậy hả? Mày phải đền cái váy này lại cho tao. Tôi không có làm. Mọi người phải tin tôi chứ. Được, nếu mày không có làm á thì mày đưa cho tao xem cái váy của mày đi. Nếu không bị rách á thì chứng tỏ là người khác làm. Mà nếu còn nguyên lành á là do chính mày làm. Hôm qua tao thấy nó cho con Phượng mượn cái váy. À, chính bởi vì mày cho con Phượng mượn cái váy đó cho nên mày mới ghen tị với tụi tao. Mày xé rách váy của tụi tao vậy hả? Tụi đã nói là tụi không có làm mà. Sao mà mày phá đồ của tụi tao, mày độc ác quá vậy? Tao sẽ cho cái mặt mày rách như cái áo này luôn. Cho mày biết tay tao nè. Đánh nó. Con bố mày nó chết rồi không? Dám lấy đồ của tao hả? Cầm cái áo mày. Mày dừng lại coi. Quậy hả? Tụi bay làm cái gì vậy? Hả? Muốn chết hả? Nè, chị coi đi. Con nhỏ này nè, nó sẽ rách bộ đồ của tụi tôi nè. Làm sao mà mặc? Chị nhìn coi, rách vậy sao mà mặc? Tụi đã nói là tụi không có làm mà. Tụi bay có đồ á, tại sao tụi bay không biết giữ? Còn trách ai nữa chứ? Cứ ký thêm vài giấy nợ nữa đi, tụi bay sẽ có đồ mới. Tất cả tụi bay ngồi xuống. Tụi bay mà còn đánh nhau một lần nữa, đừng có trách tao. Lúc đó có tội hay không có tội, tao đều xử hết, nghe chưa? Dạ. Mày cũng ghê gớm quá ha. Riêng mày á, phải ký thêm vài giấy nợ nữa, tiền thuốc men nữa. Mày biết chứ mày, hả mày? Còn tụi bay nữa, không được làm loạn nữa nghe chưa? Đứa nào mà làm loạn nữa, biết ra tao. Tôi xin lỗi nha. Bài học đắt giá quá ha. Tình hình tuyển chọn tới đâu rồi? Dạ, hiện nay đã đủ 20 người rồi ạ. Tốt. Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng, đưa tụi nó tới nơi tập trung rồi chưa? Dạ. Đây là mối làm ăn rất quan trọng. Nếu mà họ mua người của chúng ta đó thì sẽ mở ra cơ hội hợp tác rất lâu dài. Và sẽ không chỉ bán được 20 đứa một lần mà còn có thể lên tới 200 đứa là khác. Tôi biết rồi, thưa ông chủ. Thôi đi đi. Dạ, chào ông chủ. Alo, chúng tôi đã chuẩn bị xong hàng rồi nha. Ok.
Ngọc Thu. Còn cô, ký đi. Riêng cô phải ký thêm một tờ nữa. Tất cả nghe cho rõ đây. Tụi mày phải tự bảo quản quần áo. Nghiêm cấm không được đánh nhau nữa. Sắp tới á, có cuộc thi tuyển chọn. Nếu mà đứa nào còn đánh nhau bị thương nữa thì đừng có trách tao, nghe rõ chưa? Dạ. Vô đi. Có chuyện gì hả em? Dạ thưa anh, 2 giờ chiều nay anh có một cuộc gặp gỡ với khách hàng. Là em chủ động thay anh hẹn cuộc gặp này. Vì em thấy vụ làm ăn này có chuyển giọng. Ok, cô chuyển tài liệu qua đây xong tôi việc. Dạ. Cái này có thể đẹp nè. Hát đẹp quá hả, mày thấy được không? Được, đổi cái mới luôn nè. Màu thích đen có đẹp quá vậy đó. Không, bữa màu hồng mà dùng màu đen. Cái màu này hợp với da tao. Nè, tất cả chuẩn bị đồ đạc. Xe đến rồi đi luôn. Ủa, đi đâu vậy chị? Đó không phải là việc của mày. Tất cả lo chuẩn bị đồ đi. Dạ. Đi, thử đồ đi. Đẹp quá. Đi thôi. Nhanh lên. Nhanh lên coi. Lên xe. Nhanh. Lẹ lên. Nhanh chân lên coi. Lên. Lên đi, lên đi. Đóng cửa lại. Nhanh lên. Lẹ. Đã được luyện tập hết rồi. Chuẩn bị ra mắt. Được chọn hay không á là tùy ở các cô. Tất cả chuẩn bị đi nha. Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ. 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 Trời ơi, hồi hộp quá. Sao giờ chọn nữa? Tao chọn sao giờ, tao có lâu quá. Em thấy làm sao? Không sao đâu chị yên tâm đi.
Sao rồi, tình hình thế nào? Đang chờ lệnh của ông Trùm, rồi đưa tụi nó tới. Các cô chuẩn bị hết rồi chứ? Đây là cơ hội của các cô á, các cô biết không? Tôi gọi ai á thì lần lượt theo tôi. Chỗ này có toilet không? Nãy giờ sao không đi? Bực bội à? Bên kia kìa. Mấy cô theo tôi qua phòng kế bên. Thôi đi đi. Đi mày. Thôi đi đi. Đi mời. Đi không biết sao đi nữa. Đi theo đi. Ok, đi theo bà đi. Đừng tính sao. Đi đi. Chờ em chút xíu em đau bụng quá chị ơi. Con quỷ cái, mày làm gì trống mà lâu vậy? Mở cửa ra, nhanh lên. Mày làm gì trống lâu vậy hả? Em bị đau bụng quá chị. Đi chuẩn bị ra mắt, nhanh lên. Quý vị cứ ngồi đây, có một món hàng rất đẹp, dễ thương, sẽ đến đây cho quý vị chọn ha. Rồi, Nguyễn Thị Thơm. Sao hàng Thơm không đưa cho tao lại đưa hàng như vậy hả mày? Tụi mày xin lỗi không? Đi mày. Con này láo. Dạ hả? Xin lỗi quý vị nha. Không được. Vô. Có những cô gái như vậy là không có tốt. Lẹ lên, lôi nó lên xe cho tao. Lên. Để lên. Nhanh chân lên. Nhanh lên. Lên đi, lẹ. Nhanh lên, nhanh lên. Lên xe nhanh lên. Để lên. Nhanh lên. Con nhỏ này nhanh lên. Nhỏ kia nữa.
cho mày chừa nè, cho mày chừa nè. Dám cãi hả mày? Dám cãi nè. Dám đánh lại khách nè. Dám đánh khách của tao hả mày? Dám cãi hả mày? Cho mày chết nè. Chừa chứ mày. Dám đánh khách của tao nè. Trận đòn này là trận đòn trừng phạt mày, vì mày đã dám làm phật lòng khách hàng. Mày đã làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của tụi tao, mày có biết không? Vì mày á mà cuộc làm ăn này đổ bể. Đây á là giấy ghi nợ 100 triệu, mày á sẽ phải trả cho tụi tao. Giờ á thì mày sẽ không cùng vào với đám xem mặt đó nữa. Chờ được giá, tao sẽ bán mày, cho đến khi nào đủ 100 triệu thì thôi. Mấy người thật là dã man. Bởi vì ông ta bỏ tiền mua mày mà, cho nên ông ta có quyền kiểm tra mày. Không chỉ cởi quần áo mày ra đâu, mà thậm chí còn phải thử xem mày có đáng giá không nữa kìa. Ở đây mày dắt óc suy nghĩ cho kỹ đi nghe chưa mày. Đêm nay tao sẽ xuống tao tìm mày, nghe chưa? Số nguồn tin chúng tôi đã biết về anh, mong rằng mọi việc sẽ thành công tốt đẹp. Tôi nghĩ với bản hợp đồng này chúng tôi đã soạn thảo rất cẩn thận, nên anh không phải lo lắng gì đâu. Khi nào chúng ta tiến hành công việc? Ngày mai, khi mọi thủ tục đã hoàn tất, chúng tôi có thể tiến hành ngay. Ok. Sao vậy? Chết rồi. Có sao quá nhỉ? Trời vậy nè. Tất cả chúng mày nhìn đây. Đó là cái giá phải trả cho tội đánh lại khách hàng. Tụi mày nhìn đó mà làm gương nghe chưa? Dạ. Dạ. Mày có sao không? Sao không Ly? Trời, tôi tay tỉnh lại đi Ly. Ôi, coi chừng. Đi lấy ly nước đi. Tay nó chảy hết rồi kìa. Hết rồi, bầm nữa. Trời ơi, sao em bị đánh thê thảm dữ vậy nè? Thật là tàn nhẫn mà. Tụi nó coi chị em mình còn thua súc vật nữa. Thằng khốn nạn đó, hôm qua nó còn chấn vô ngực mình, tới giờ vẫn còn đau nữa nè. Đi lấy cho chị cái khăn với lại cái thao coi. Dạ. Chị bộ đồ coi. Dạ. Đã 3 tuần rồi, chúng ta không có tin tức gì của Thủy. Tôi cho rằng là phải mở rộng điều tra hơn nữa. Đồng chí Hưng. Đồng chí Hưng. Dạ. Đang trong cuộc họp mà sao cậu chú ý đi đâu vậy? Tôi nghĩ rằng phải bắt Lăng Anh về thẩm tra. Tôi biết việc Thủy không liên lạc với chúng ta khiến cho mọi người rất lo lắng cho cô ấy. Nhưng việc bắt Lăng Anh về thẩm tra là không nên. Vì như vậy bước dây sẽ động rừng. Nhưng cô ta biết tung tích của Thủy. Chính cô ta đã bán Thủy. Việc bắt đối tượng về thẩm tra là không khó, nhưng liệu chúng ta có khai thác được gì không, điều đó mới là quan trọng.
Với lại chúng ta chưa có bằng chứng nào xác thực hết. Từ hôm nay cậu Hưng không cần thiết phải theo bám Lăng Anh nữa. Để cho cô ta nghĩ rằng chúng ta đã chán nản. Các đồng chí khác trong đội triển khai kế hoạch tìm người. Rõ. Ở tất cả các đầu mối nghi ngờ hiện nay. Rõ. Tỉnh rồi hả Liên? Em ngủ cả ngày hôm nay rồi đó. Em còn bị sốt nữa. Chị lo quá chừng. Em khát nước quá, lấy cho em miếng nước đi chị. Hai đứa, lấy giùm chị ly nước coi. Tự đi mà lấy. Nè, em uống đi. Lần sau em đừng có như vậy nữa. Sẽ thiệt thân thôi. Kệ, em cứ để cho tụi nó muốn làm gì thì làm, muốn sợ gì thì sợ. Đã ở đây rồi thì ráng mà chịu đựng. Chị từng bị rồi. Vậy mà chị vẫn chưa được chọn hả? Thôi, chị đừng buồn. Có khi vậy là may mắn á. Em đau quá à. Thôi em nghỉ đi. Ông chủ, con nhỏ hôm qua đã xử chưa? Dạ, tôi đã cho nó một bài học để làm gương cho những đứa khác rồi ạ. Có một đơn đặt hàng mới, cần 15 cái trình. Giá tiền thì không thành vấn đề, nhưng yêu cầu rất là cao. Bởi vì chúng sẽ phục vụ cho khách VIP. Mày có cung ứng được không? Nếu ok á thì tháng sau phải có hàng đó. Đây là số tiền để đi kiếm hàng. Ông chủ yên tâm, chắc chắn sẽ có đủ hàng cho vụ mua bán này. Đừng để trường hợp nào như lần trước, mất mặt lắm. Dạ. Thôi đi đi. Dạ ông chủ. Theo Phương rồi, chúng ta sẽ triển khai kế hoạch này chứ. Ừ, tụi mình á sẽ thay phiên nhau về miền Tây để kiếm hàng mới. Nhưng mà
phải chia thành hai đường riêng rẽ nhau. Ừ, phải làm như vậy. Dạo này á, bọn cớm đang theo dõi tôi. Ủa, nè, bộ chúng ngửi thấy mùi rồi hả? Chỉ nghi ngờ thôi. Nếu mà tụi nó đã có bằng chứng á, không để tôi yên ngồi đây rồi. Vậy tụi mình hẹn nhau ở địa điểm, tập trung để kiểm hàng ha. Mày 7, tao 8. Rồi, quyết định vậy đi. Ok. Dung, ra đây biểu. Đi ra ngoài này với chị nha. Em xin chị đừng đánh em nữa. Chị tha cho em đi chị. Đâu ai đánh em đâu, mà em sợ. Thôi, đi ra ngoài đây với chị nha. Em xin chị luôn á, chị đừng có gả em cho nước ngoài nha. Em xin chị. Chị hứa là chị không bán em đâu ha. Thôi, ra ngoài đây với chị đi. Đi, đi cưng. Đi đi cưng, không sao đâu. Em đừng có sợ. Chị hứa là sẽ không đánh đập em, và cũng không bắt em tiếp khách đâu mà. Chỉ nói chuyện với em thôi. Em có muốn về nhà không? Dạ có. Em nhớ ba má em lắm. Chị cho em về nhà đi. Chị biết em muốn về nhà mà phải không? Vậy em uống cái này đi ha. Uống đi cưng, ngon lắm. Em đừng có sợ mà. Chị không có làm gì em đâu ha. Uống đi cưng. Giỏi, giỏi lắm. Em có chơi với nhiều bạn gái học cùng trường không? Em có muốn chị đưa em về thăm các bạn học hồi cùng trường em không? Vậy em muốn gặp bạn nào nhất nè? Em muốn gặp bạn Kim Quy nhất đó. Dạ, bạn đó học chung tiểu học với em. Vậy còn ai nữa nè? Dạ, em muốn gặp bạn Thảo nữa. À, tốt. À, thôi, bây giờ em về phòng ngủ đi ha. Ngày mai chị sẽ nói chuyện với em tiếp. Nếu em ngoan á, thì chị sẽ cho em về quê ha. Ê, ngoan ngoãn như vậy thì đâu có bị đánh. Thấy chưa, tôi đã cho nó uống rồi. Bảo đảm với ông á, hai ngày nữa nó sẽ biết thèm thôi. Ông á cũng nên để đầu tóc lại đi, còn về quê lựa vợ nữa chứ. Đơn hàng này á lớn lắm đó. Đi, ra ngoài chúng ta làm việc ha.
Dạ, chị gọi em. Mày á, lại không được chọn làm vợ nữa rồi. Bây giờ mày tính sao đây? Dạ, chị cho em thêm cơ hội nữa đi. Em nhất định sẽ cố gắng mà. Có thể á, mày sẽ cố gắng. Nhưng nhìn lại nhan sắc của mày đi, tao thấy á, chẳng có gì là được hết. Mày làm sao trả nợ cho tao đây, hả? Mày nói đi. Không lẽ tao phải bỏ tiền ra cho mày đi thẩm mỹ sao? Em xin chị, chị đừng bắt em đi làm gái. Em không làm gái đâu chị. Rốt cuộc mày không muốn làm gái chứ gì? Giờ mày chỉ còn có một cách mà thôi. Đáng lẽ ra tôi phải chủ động tới gặp anh chị mới phải, nhưng do công việc bận quá, mong anh chị thông cảm. Đừng khách sáo. Tôi tò mò, không biết anh mời tôi đến đây có chuyện gì? Nói thật là tôi muốn hợp tác làm ăn với anh chị. Hiện tại nơi đây vừa là văn phòng luật sư của tôi, cũng là văn phòng đại diện của tổ chức bảo trợ xã hội BNB. Ủa, anh chuyển qua làm hoạt động xã hội từ khi nào vậy? Mới đây thôi. Là một dự án hỗ trợ xã hội mà tôi rất là ưng ý. Vậy anh muốn hợp tác gì với tôi? Mời anh chị xem. Tôi muốn hợp tác với anh vì việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Chúng ta sẽ tạo công việc làm cho những người khuyết tật, những người mà có những hoàn cảnh rất đặc biệt và cần chúng ta hỗ trợ. Theo như hợp đồng ở đây thì tôi sẽ là người quản lý triển khai công việc. Dạ, đúng vậy. Anh sẽ tìm và tập hợp những đối tượng đó và lên kế hoạch dạy nghề cho họ và làm ra sản phẩm. Tôi sẽ cung ứng nguyên liệu và bán sản phẩm đó. Mức tiền thì như thỏa thuận. Tôi cần suy nghĩ thêm. Tất nhiên, tôi cũng muốn anh suy nghĩ về khả năng thực hiện. Rồi sau đó anh trả lời cho tôi cũng được. Nè, cô hãy nhớ á, tìm được người là phải đem lên ngay cho tôi, nghe chưa?
Cô đừng có giở trò với tôi. Cô mà không trả nợ cho tôi á, tôi nghĩ ba má cô, anh chị em cô phải trả khoản nợ này đó. Tôi xin chị đó, chị đừng có kéo gia đình tôi vào chuyện này được không? Còn tùy. Cô có biết chuyện với tôi hay không? Nè, nhớ những gì á tôi đã dặn cô phải làm theo đó. Thôi, đi vô đi. Rồi nè má. Má. Má ơi, con nhớ má quá. Con ơi, mày đi đâu mấy năm nay mày không về, bây giờ mày về hả? Má. Má ơi. Má. Con nhớ má. Đất này có mình con gái bà là số 1 đó nghe. Trời, nó bỏ nhà đi mấy năm rồi đó. Vậy hả? Dạ chào chú. Chào con. Con mời má. Con mời gì? Con mời chú. Cảm ơn con. Dạ, con mời bà. Con ở bên Mỹ á, sống sung sướng quen rồi, nhìn đẹp hẳn ra. Dạ. Nó bỏ nhà đi mấy năm rồi, tôi tưởng nó không về rồi đó chứ. Má này, tại công việc của con á, phải đi nhiều quá, hết nước này tới nước khác, nên con không có thời gian về. Uống nước đi chị, uống nước đi anh. Chị nhớ em không? Chắc chị quên em rồi. Ừ, cũng lâu quá nên chị không có nhớ. Em là Lài, con của bác Tư ếch, sát nhà chị nè. Trời, bé Lài đây hả? Bữa nay nó lớn ghê luôn á, thành thiếu nữ chứ còn gì nữa. Chị mong á, sau này được một phần như con á, để cho lối xóm được nhờ. Dạ, con cũng mong như vậy. Má. Con xin phép má với lại chú, con có chuyện muốn gặp Lại. Đi Lại. Dạ, con xin phép. Uống nước đi chị, uống nước đi. Dạ. Có chuyện gì vậy chị? Chị về gấp quá nên không mua quà cáp gì hết á. Chị cho em cái này, con gái lớn á thì phải biết trang điểm. Nè. Wow, thơm quá à. Chắc là mắc tiền lắm chị ha. Tụi bạn em chắc ghen tị lắm đây. Không sao, nếu hết á thì chị sẽ cho em tiếp. Thích quá à. Cảm ơn chị nhiều nha.